Hello, xin chào các bác. Chào mừng các bác đã quay trở lại ở kênh mua bán trao đổi ô tô cũ của em. Hôm nay là ngày 27 tháng 9 dương lịch, cũng là ngày mùng 2 tháng 9 âm lịch. Hôm nay thì em sẽ báo giá qua toàn bộ những cái sản phẩm mà đang chào bán tại salon Tô Hồng Bách. Ngày hôm nay thì nhà em về thêm được 3 chiếc xe mới các bác nhé. Đúng ra là có 5 chiếc nhưng mà 2 chiếc đang không có mặt ở tại vị trí này. Em vừa về thêm được một con xe MGHS Sport màu trắng sản xuất năm 2021. Đang đi rửa rồi các bạn, con đấy đẹp cực kỳ, sản xuất 2021 đi 2,5 vạn. HS Sport thì nó form dáng cũng giống như cái con châu Phi này, nó là phiên bản thấp nhất của HS. Ngày hôm nay thì nhà em về thêm được 3 con xe, đấy là con Vios G 2022 4.800 km, sơn zin nguyên con, đã lên màn hình Android màu đen, đấy là chiếc này nè các bạn này. Mấy lại một chiếc, con này là VinFast Fadin, không biết con này là bản bản này là bản Plus rồi. Plus sản xuất năm bao nhiêu đây ạ? Ôi, bao nhiêu? Plus sản xuất năm 2021, con này thì đang bán là bao nhiêu tiền đây? Đang bán là 365 triệu. Lúc đấy thì em không có mặt tại cửa hàng, chính vì thế chưa cập nhật được giá của chiếc xe này. Con này thì vừa mới về được các bác này, không biết là đi bao nhiêu đây. Con này đi 3,6 vạn, sản xuất năm 2021. Còn đây là con Kia Cerato 2.0 Premium, sản xuất năm 2019, odo ở trên đồng hồ trên 5 vạn km một chút các bác nhá. Xe nhìn còn khá đẹp. Xe nào nhanh thì vẫn cứ nhanh mà xe nào chậm thì vẫn cứ chậm. Hôm nay thì em sẽ hạ giá, coi như là giảm giá bán một số cái sản phẩm nó hơi chậm chậm một tí, đặc biệt là cái mẫu xe Hyundai Accent. Hyundai Accent của salon Tô Hồng Bách bây giờ hiện tại là đang có 3 xe. Một chiếc là bản tiêu chuẩn form mới, đó là chiếc xe màu đen mới về này. Con này vừa mới nhập được đâu đó loanh quanh khoảng 2 3 ngày. Thực sự là cái sản phẩm này kinh doanh cứ như rửa tiền ấy, lợi nhuận không có đâu các bác. Bỏ ra gần 500 triệu đồng, nhưng mà chính ra nếu mà bán được cái giá như mong muốn thì được khoảng 15 triệu. Còn nếu mà bán như cái giá mà em chuẩn bị giảm như bây giờ ấy, là chỉ được có vài triệu đồng, có khi lại còn thu gốc. Bởi vì làm sao ạ? Bởi vì chưa kịp bán xong thì bắt đầu sản phẩm ở tại ngoài đại lý, ngoài hãng, những cái chiếc xe mới, ví dụ chẳng hạn như là nó giảm giá hay là giá thị trường, nó có gọi là giảm nhẹ này hay nó xuống đôi chút thì bên em cũng phải giảm theo. Chính vì thế những cái sản phẩm này bây giờ hiện tại là đang thu gốc về, hoàn toàn là không có lãi, mặc dù cái xe này em nhập được có 2 3 ngày thôi. Ba con Hyundai Accent ngày hôm nay thì em sẽ giảm giá này, con Nissan Almera kia thì em cũng sẽ giảm nhẹ này, con Honda City này cũng vậy này. Tất cả những cái sản phẩm chậm thì đều là do giá. Không có cái sản phẩm nào là không có sản phẩm nào là khó bán cả, vấn đề giá nó là bao nhiêu thôi. Ba con xe Hyundai Accent thì hôm nay em sẽ giảm cho nó, ví dụ như con này. Con này là 1.4 ATH sản xuất năm 2020, bản đặc biệt đây các bác này. Xe này thì được trang bị ghế da này, cửa sổ trời này, hệ thống an toàn là 6 túi khí, form cũ, sản xuất năm 2020, chạy 2,8 vạn km, 4 lốp theo xe còn khá là đẹp, nói chung chất xe này còn rất là mới. Lốp theo xe của nó phải còn gần 90%, cả lốp trước lẫn lốp sau. Con này thì thường xuyên di chuyển ở trên những cung đường đẹp, chính vì thế cái độ mòn của nó thể hiện rất là thấp. Biển thì là biển tỉnh. Trước thì em giao từ 508, sau đó tụt xuống 505, xong tụt xuống 500. Và trong cái video của ngày hôm nay thì em sẽ giao bán cho các bác cái chiếc xe này là 495 triệu đồng. 495 triệu đồng là cái giá chào bán. Còn bác nào mà quan tâm cứ liên hệ cho em theo số điện thoại ghim trên màn hình. Em cũng có thể thương lượng nhẹ hoặc là bớt lọc cho bác nào thiện chí. Thực sự xe rất là đẹp nhưng mà vẫn cứ chậm. Chậm cũng có thể là vì do giá. Nếu mà giá chỉ cần gọi là cao hơn thị trường một chút thì cũng làm cho xe nó cũng thanh khoản chậm đi. Mặc dù những cái sản phẩm này là cũng sản phẩm khá là hot, xe mới thì cái doanh số bán hàng bán cực kỳ là cao, mà tại làm sao xe cũ nó lại chậm như vậy. Con này là bản tiêu chuẩn sản xuất 2021 form mới này. Chiếc xe này cũng vừa về được 2-3 ngày thôi. Hôm trước thì em chào bán chiếc xe này là 499 triệu đồng, còn trong cái video của ngày hôm nay thì em chào bán là 490 triệu đồng 490 triệu đồng cho cái sản phẩm này các bác nhé. Xe vừa về xong mà đã thu gốc rồi, nói chung là hoàn toàn không có lãi. Nếu mà bán được như cái giá mong muốn mà hôm trước em giao ấy, thì may ra được khoảng 15 triệu đồng. Còn bây giờ nếu mà bán được ấy, bây giờ em chào bán là 49 thôi. Còn bác nào mà quan tâm thì cứ liên hệ cho em theo số điện thoại ghim trên màn hình. Bên này lại tiếp tục một con Hyundai Accent nữa này. Con này thì về được khoảng hơn 1 tháng rồi. Con này bản đặc biệt sản xuất năm 2021 form mới đây các bác này. Bản này thì hơn bản kia ở cái ghế da này, mới lại 6 túi khí và cái cửa sổ trời. Chiếc xe này đi 9.000 km, thay vì mua xe mới thì các bác có thể tìm đến những cái sản phẩm như này. Trước thì em giao bán nó là 550, sau đó tụt xuống 545, rồi cuối cùng 54, và ngày hôm nay là 535 triệu đồng. 535 triệu đồng các bác nhé.
Con này là 9.000 km và sản xuất năm 2021. Bác nào mà hợp màu đỏ thì qua bốc ngay chiếc này cho em. Giá chào bán là 535 triệu đồng. Còn nếu mà các bác quan tâm thì cứ liên hệ cho em theo số điện thoại ghim trên màn hình. Đấy là giá của ba con Hyundai Accent. Ba sản phẩm này thì em sẽ cập nhật giá mới, tức là bán rẻ đi, bán xả đi để cho nó nhanh. Sản phẩm mà nó cứ chậm, nó cứ tồn một tí thì em bắt đầu lại giảm giá. Giảm giá thì để em cập nhật các cái mẫu sản phẩm mới này, chứ còn để xe lâu cửa hàng thì cực kỳ là chán. Đây là Hyundai Elantra 1.6, sản xuất năm 2021. Chiếc xe này thì cũng một tháng rồi. Con này thì chất xe rất là đẹp, trên 2 vạn km, nội ngoại thất đẹp và chất xe coi như là rất là tươi. Giá chào bán của salon Tùng Bách đối với lại cái sản phẩm này, cái con Hyundai Elantra 2021 này là trên 600. Con này đang chào bán bao tiền hả Phú? Con này đang chào bán là 610 triệu đồng các bác nhé. Động cơ chung với lại cái dòng xe Kia Cerato 1.6 AT. Bên này là một chiếc xe Honda City Top sản xuất năm 2020. Đầu tiên thì chào bán là 540, sau đó thì tụt xuống là 535 triệu đồng. Còn trong cái video của ngày hôm nay thì cái giá chào bán của salon Tùng Bách chỉ có 528 triệu đồng cho sản phẩm này. 528 triệu đồng. Xe cam kết là zin và nguyên bản từ A đến Z. Km ở trên đồng hồ của nó là trên 3 vạn. Nội thất thì đẹp xuất sắc. Con này nội thất rất là đẹp các bác. Xe mở ra thì còn thơm mùi nội thất. Da ghế thì như mới. Nhà em thì rất là thích làm những mẫu xe lướt đời cao, đặc biệt là những cái sản phẩm đi ít. Đi ít thì có thể là cái giá em nhập vào nó cũng cao hơn một chút, nhưng chất lượng sản phẩm của nó được đảm bảo rất là nhiều. Sức thanh khoản của những chiếc xe lướt thì rất là nhanh các bác nhé. Chính vì thế lại ít cũng làm. Ở bên này thì em có một chiếc xe. Con này là Kia Cerato 2.0 Premium sản xuất năm 2021. Đây là những chiếc xe cuối cùng của Cerato, sau đó thì nó chuyển sang một cái tên là Kia K3. Cuối năm 2021 thì nó thành Kia K3. Có một chút thay đổi ở phần ngoại thất cũng như là nội thất. Con này thì đi được 1.3 vạn. Màu này là cái màu gọi là màu xám xi măng à. Màu này trông cũng khá là thời trang. Nói chung trông rất là đẹp. Giá chào bán của salon Tùng Bách đối với lại cái sản phẩm này là trên 600 triệu đồng. Cụ thể là 645 triệu đồng. 645 triệu đồng cho chiếc xe này. Con này thì ngày xưa mới loanh quanh chắc là phải lăn bánh với cái giá tiền ngoài 700 và gần 800. Bây giờ nếu các bác mua cái sản phẩm này thì nó sẽ tiết kiệm được khá là nhiều tiền. Em rất là thích mua những cái chiếc xe mà nó chỉ lướt lướt kiểu như là 20, 21 và 22. Đi càng ít càng tốt. Mặc dù những chiếc xe đó thì không bao giờ mua được cái giá thành hợp lý hay là giá thành rẻ đâu các bác nhé. Nhưng mà sức thanh khoản của nó rất là nhanh. Bởi vì những cái bác mà đang tính đi mua xe mới này, chọn qua những cái sản phẩm siêu siêu lướt như thế thì nó sẽ kinh tế đi được khá là nhiều. Trên những cái mẫu xe 4-500 thì nó cũng phải rẻ đi được 4-50 các bác. Còn trên những cái mẫu xe rẻ tiền mà các bác mong nó khấu hao nhiều hay là nó rẻ đi được tiền trăm thì điều đó hoàn toàn không có. Em nói ví dụ như là con xe Toyota Vios G này. Đây, Vios G 2022 bản cao nhất rồi, sản xuất năm 2022, vừa mới ra khỏi đại lý 2 tháng. Con này thì đang được chào bán là 579 triệu đồng, coi như là bằng giá xe mới trừ thuế. Giá xe mới bây giờ là 585 triệu đồng, nhưng mà các bác phải ra tên vào biển, nói chung các cái chi phí lung tung nữa. Khi mua xe mới thì các bác có thể lăn bánh được. Còn mua xe lướt như này thì các bác sẵn sử dụng thôi mà thuế xe cũ nó chỉ có 2%. Con này thì không mong là nó rẻ được nhiều, nhưng kiểu gì nó cũng phải rẻ hơn các bác mua xe mới được khoảng 450 triệu đồng, mà chất lượng của nó thì hoàn toàn đẹp và tương đương như mới. 4.800 km và ra khỏi đại lý 2 tháng, sơn zin nguyên xe. Đấy. Khi mua mới thì các bác còn phải đi dán phim này, đi lót sàn này, còn đi làm cái nọ làm cái kia. Nhưng mà khi các bác mua chiếc xe như này về thì chỉ việc sẵn sử dụng thôi. Con này thì đã lên một cái màn hình OLED các bác nhé. Đấy, lợi luôn một cái camera lùi và một cái màn hình. Màn hình ở tại vị trí trung tâm cũng khá là to. Nếu mà cái chiếc xe 4.800 km thì chắc chắn là em không cần quay qua cái phần nội thất của xe, nó mới như xe bày trong hãng. Con này thì mở ra nếu mà nói không hoa thì nó còn thơm mùi xe mới. Chiếc xe này đang được chào bán tại salon Tùng Bách là 579 triệu đồng. Thay vì đi mua xe mới, các bác có thể cân nhắc lựa chọn qua những cái sản phẩm siêu lướt như này. Nhà em thì rất là thích mua những cái xe phổ thông mà gọi là siêu siêu lướt như này, 21, 22 mà đi vài nghìn km. Ở bên này thì em có một chiếc xe Suzuki XL7 nhập khẩu Indonesia. Con này động cơ 1.5, mức tiêu hao nhiên liệu thì cực kỳ thấp, hỗn hợp là khoảng trên 6 lít. Sản xuất năm 2020 và chạy được 3 vạn 9.000 km, 4 lốp theo xe vẫn là theo xe nhá các bác nhá. 4 lốp theo xe nhìn còn khá là dày dặn. Tình trạng lốp thì nó còn khoảng trên 80% đối với hai quả lốp trước. Hai quả lốp sau thì nó dày hơn, bởi vì lốp trước nó phải dẫn lái này.
và nó phải dẫn hướng, nó phải đánh lái, nó trả sát trên bề mặt đường. Chính vì thế độ mòn của nó thể hiện nhiều hơn lốp sau. Xe thì cam kết không lỗ nhỏ. Chiếc xe này đang được chào bán tại salon Tô Bách là 540 triệu đồng, 540 triệu đồng cho cái sản phẩm này các bác nhé. Bên này thì em có một chiếc xe MG, con này thì cũng gọi là chậm chậm rồi đây này. MGZS Luxury sản xuất năm 2020, màu thì màu rất là đẹp này. Kém mỗi cái xuất xứ thôi. Nếu mà xét về cái thương hiệu MG hay cái dòng xe MG thì ở Việt Nam rất là chuộng những chiếc xe nhập khẩu từ Thái Lan. Đấy là chiếc xe màu đen bên này, nó là xe nhập khẩu Thái Lan này. Còn cái dòng xe nhập khẩu Trung Quốc này mặc dù là giá tiền nó rất là hợp lý nhưng mà cái sức thanh khoản ở trên thị trường của nó cũng chậm hơn. Con này thì em sẽ chào bán cho các bác là 528 triệu đồng. Sản xuất năm 2020 và đi được 35.000 km, zin nguyên xe, bảo hành hãng còn rất là dài. Con này thì còn 4 năm bảo hành ở tại ngoài đại lý nữa nên các bác mua về thì hoàn toàn yên tâm các bác nhé. Bản Luxury. Bản Luxury thì hơn bản thường cái gì? Hơn ở cái cửa sổ trời này, hơn ở hệ thống an toàn này và hơn ở một số cái option hay là một số cái chi tiết bên trong cái phần nội thất của xe. Giữa bản nhập Trung và bản nhập Thái thì nó cũng có đôi nét khác biệt. Đây các bác nhìn thấy là biết ngay này, ngoại thất khác này, vận hành thì nó cũng khác. Một con là phanh cơ, một con là phanh điện tử, một con là hộp số tự động 4 cấp và một con là hộp số tự động CVT giả lập 8 cấp. Con này là CVT này các bác này. Chiếc xe này là bản Luxury sản xuất năm 2021, nhập khẩu Thái Lan. Một cái nguồn gốc cũng rất là đẹp, giống như kiểu là con nhà gia giáo ấy các bác. Chính vì thế ở trên thị trường Việt Nam thì rất là chuộng và rất là xính cái những chiếc xe mà nhập khẩu Thái Lan. Con này đang được chào bán tại salon Tô Bách là 580 triệu đồng. Xe thì chạy được trên 3 vạn km, nội ngoại thất đẹp và chất xe mới. Vẫn còn bảo hành ở tại ngoài hãng và ngoài đại lý. Bản này cũng là bản Luxury các bác. Mua mới thì 680 biển tỉnh, còn lăn bánh biển thành phố thì nó sẽ rơi vào loanh quanh khoảng 700. Nếu mà mua xe lướt như này thì các bác sẽ tiết kiệm được tiền trăm. Nói chung là tội gì mà mua xe mới trong khi cái chất lượng của xe lướt nó cũng rất chi là đảm bảo. Bên nhà em thì có bảo hành và cam kết đàng hoàng. Ở trong này thì em có hai chiếc xe Hyundai Kona. Hai chiếc xe Hyundai Kona này. Kona này thì cũng phải gặp khách thì mới trôi được. Nó không phải là một cái sản phẩm coi như thanh khoản nhanh ở trên thị trường. Những con xe màu trắng thì về bay cũng khá là nhanh. Nhưng mà con xe này màu nâu. Em màu nâu này của nhà mình cũng khá là lâu rồi nhờ. Nó cũng phải là quanh đôi tháng rồi. Mặc dù xe cực đẹp, em phải khẳng định luôn con này thì không thể chê về chất. Bởi vì nó là 2 vạn zin, 2 vạn zin 4 lốp theo xe như mới, sơn zin còn khoảng trên 90%. Các cái chi tiết nội thất của nó thì mở ra còn thơm mùi mới, không có bất cứ một chi tiết nào có cái dấu hiệu xuống cấp hay là lão hóa theo thời gian. Mới tinh, mới rực rỡ và mới xuất sắc luôn. Phải nói thực sự là nó đẹp, cực đẹp luôn. Nhiều chi tiết còn chưa bóc hết ni lông. Bản đặc biệt sản xuất năm 2020 các bác nhé. Giá chào bán của em bây giờ nó là 635 triệu đồng, cũng rất chi là hợp lý. Trên 600, loanh quanh 600 bây giờ các bác sử dụng được những mẫu xe nào mà lại đời cao, kiểu dáng đẹp, đi thì lại chắc chắn. Con này thì cũng cùng phiên bản này, chỉ khác màu và khác năm sản xuất. Con này là 2.0 đặc biệt sản xuất năm 2019. Giá chào bán của em là 610 triệu đồng đúng không Hoàng Phú? 610 triệu đồng cho sản phẩm này, 19 đi 3 vạn rưỡi các bác nhé. Các bác hợp xanh thì lấy chiếc này mà các bác hợp nâu thì lấy chiếc kia. Nhà em thì cũng hay về cái dòng xe Hyundai Kona này. Một số chiếc, nói chung là những cái chiếc màu đẹp thì bán khá là nhanh. Hyundai Kona thì em thấy bán nhanh nhất. Thứ nhất là màu trắng và thứ hai là màu đen và thứ ba là màu đỏ. Có lúc thì có những cái thời điểm thì màu đỏ lại bán nhanh hơn cả màu đen. Có những con màu đen mà nhà em phải để đến tháng thứ hai, tháng thứ ba thì mới có khách. Hay à, con xe này bô to đấy nhỉ? Dân chơi nhỉ? Đây Nissan Almera này các bác này. Mới đầu em cứ nhận định là cái sản phẩm này sức thanh khoản ở trên thị trường nó sẽ nhanh. Bởi vì em thấy cái giá thành mới của nó cũng khá là cao. Nhìn qua thì cái ngoại thất của nó cực kỳ là đẹp. Nhìn qua hay là nhìn kỹ thì nó cũng vẫn rất là đẹp. Thứ nhất là xe nó dài rộng này. Cái diện tích và không gian sử dụng ở bên trong xe thì nó cũng rất là rộng rãi. Giá trị cốt lõi của những chiếc xe Nhật là nó mang lại một cái, nói chung nó mang lại một cái khối động cơ nó cũng rất là bền. Và thứ hai rất là tiết kiệm nhiên liệu các bạn. Bền bỉ, vận hành, tiết kiệm nhiên liệu. Con này động cơ 1.0, 1.0 turbo nên cũng hoàn toàn không yếu. Chiếc xe này thì nó cho mức tiêu hao nhiên liệu thì ở cái mức gọi là thấp cực kỳ luôn các bác nhé. Nếu các bác chạy đường trường nó là trên 4 lít, còn nếu các bác chạy đường hỗn hợp thì nó là 5.2 lít hay là 5.6 lít ấy. Các bác có thể vận hành được chiếc xe này. Hôm trước em lấy chiếc xe này từ trong Quảng Trị ra, hôm đó là lấy đồng thời một lúc hai xe. Đi một con xe Hyundai i11.2, Hyundai i11.2 và chiếc xe Nissan Almera này. Thì cả hai xe ở tại cái vị trí mà em nhận xe ấy, nó đều trong cái tình trạng là báo hết xăng. Con xe này về đến Thái Nguyên là đổ hết 700.000 tiền xăng.
Còn riêng chiếc xe Hyundai i10 1.2 ấy, thì nó đổ hết 1.150.000 tiền xăng, ra đến đây cũng bắt đầu là báo hết. Nói chung là chiếc xe này thật sự là không ngờ nó lại còn ăn ít xăng hơn cả cái dòng xe Hyundai i10 1.2 các bác nhé. Cái này là cái số tiền mà em bỏ vào đổ xăng thực tế, nên nó hoàn toàn không phải là những cái mà em nghe đồn. Đấy là cái mà em được trải nghiệm thực tế ở trên cái mẫu xe này. Em so sánh nó sang với lại cái mẫu xe Hyundai i10. Chiếc xe này thì trước đó là em chào bán cho các bác là 640 triệu đồng. Còn trong cái live ngày hôm nay, trong cái video ngày hôm nay, 540 triệu đồng, tí nữa nhầm. Còn trong cái video ngày hôm nay thì em sẽ hạ giá cho nó, hạ nhẹ thôi. Chào bán cho các bác là 535 triệu đồng, xe 1.7 sản xuất năm 2021. Con này nếu mà bác mua, các bác mua xe 2022 tại ngoài đại lý, nó sẽ có giá lăn bánh khoảng 650-660 bằng mấy giá City Top các bác nhá. City RS chứ không phải Top. Bây giờ bản cao nhất của City thì nó RS, nhà em mới bán một con xe siêu lướt xong. Con xe màu đỏ này thì bán bao tiền đây Vũ? 1.6, quên mất nhầm, 2.0 của Premium sản xuất năm 2019, 5 vạn. Chất xe còn rất là đẹp, 4 lốp nhìn khá là dày. Con này thì chắc không phải là lốp theo xe rồi, bởi vì nhìn cái lốp nó mới như thế này. Nếu mà xe 5 vạn thì cái độ mòn trên bề mặt lốp nó sẽ khác đi. Đết thì quay vào bên trong, nhưng mà khả năng là con này là lốp thay rồi. Continental. Continental thì vẫn là cái hãng, cái thương hiệu lốp đi theo xe của cái dòng xe Kia Cerato này. Để xem nào. Ô, đằng sau vẫn là lốp theo xe này. Nhưng mà khả năng là hai quả trước thay, còn hai quả đằng sau là lốp theo xe. Hai quả đằng sau thì nó còn khoảng trên 80%. Xe nhà em mua về thì chắc chắn là không có lỗi lầm gì cả. Giá chào bán là bao nhiêu tiền hả Phú ơi? Chưa kịp cập nhật con xe này các bác nhá. 595 triệu đồng cho cái sản phẩm này. Đấy là giá mong muốn. Còn bác nào quan tâm cứ liên hệ cho em theo số điện thoại ghim trên màn hình. Ở bên này thì em có mấy chiếc xe gầm cao. Bắt đầu đi từ cái chiếc xe bên trong này đi. Duy nhất bây giờ thì còn một chiếc xe Brilliant V7. Đây là một cái sự hợp tác giữa BMW và một cái hãng thương hiệu của Trung Quốc. Chiếc xe này thì động cơ 1.6 turbo. Sử dụng cái động cơ này là cái động cơ được hỗ trợ công nghệ của BMW. Ở trên mặt máy, ở cái nắp nhựa thì nó có cái chữ BMW các bác nhé. Ở bên trong cái phần nội thất thì có khá nhiều chi tiết giống BMW. Đặc biệt là trên cái mẫu xe VinFast SA của Việt Nam. Chiếc xe này đang được chào bán tại Salon Tôn Bách là trên 600. Con này thì em chào bán là 658 triệu đồng. 658, sản xuất năm 2020 và đi 23.000 km. Xe cam kết không lỗi nhỏ. Hình như là cái thằng này còn bảo hành khá là dài các bác. Biển thì biển tỉnh, biển 99. Bên cạnh thì em có một chiếc xe Hyundai Tucson. Con này là bản đặc biệt sản xuất năm 2018, chạy trên 4 vạn km, trên 4 vạn zin, 4 lốp theo xe. Lốp thì còn rất là đẹp, các cái chi tiết hao mòn bên trong phần nội thất thì chưa có. Nội thất con này thì đẹp xuất sắc. Mở ra thì còn thơm mùi nội thất các bác nhá. Thơm mùi nội thất luôn. Vô lăng nguyên phấn này. Tay nắm số nguyên phấn. Chiếc xe này đang được chào bán tại Salon Tùng Bách với cái giá là trên 770 triệu đồng. 770 triệu đồng cho cái sản phẩm này. Bản đặc biệt sản xuất năm 2018. Bên cạnh thì em lại có một chiếc xe Mazda CX-5. Con này là 2.0 Premium sản xuất năm 2020 và đăng ký lần đầu năm 2021. Giá chào bán là trên 800 triệu đồng. Xe đi 29.000 km, cam kết là zin nguyên xe. Xe này thì rất là đẹp. Bản này là cái bản cao cấp nhất của cái dòng động cơ 2.0. Tiện nghi thì cũng khá là nhiều. Giá chào bán là cái giá mong muốn là 860 triệu đồng. Còn bác nào quan tâm cứ liên hệ cho em theo số điện thoại ghim trên màn hình. 860 giá chào bán cho cái sản phẩm này các bác nhé. Sang bên này thì em có một chiếc xe. Con này là MGHS này, 2.0 Trophy, tức là cái loại xe MG cao cấp nhất ở tại thị trường Việt Nam. Bản này là bản cao nhất. Bản này nếu mà tại cái thời điểm năm 2020 khi xe mới về Việt Nam, nó sẽ được niêm yết giá bán, tức là lăn bánh thì sẽ trên 1 tỷ đồng. Là một cái loại xe Trung Quốc gần như là đắt nhất ở tại Việt Nam đây các bác này. Con này thì sẽ được trang bị cái động cơ 2.0 và dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Còn ở trên cái nhà em thì vừa mới về một cái chiếc xe nữa, nó là HS Sport, động cơ 1.5 và dẫn động cầu trước thôi. Còn đấy thì tiết kiệm nhiên liệu hơn và giá nó mềm mại hơn. Chiếc xe này thì đang được chào bán là 735 triệu đồng ở chiếc xe màu đỏ này các bác nhé. Chạy trên 3 vạn km và cam kết không lỗi nhỏ. Còn con HS Sport màu trắng mà 2021 vừa về thì em sẽ chào bán là 695 triệu đồng. À không, con đấy thì chào bán là 690 thôi. Giá chào bán là giá mong muốn. Chiếc xe đó thì mai em sẽ lên một clip thật là chi tiết để cho các bác cùng được xem. Ở bên này thì có một chiếc xe Mazda CX-5.
Con này 2.5 2 cầu, sản xuất năm 2016, chạy được gần 6 vạn km, nội ngoại thất đẹp và chất xe cũng khá là mới. Con này thì nội thất rất là đẹp, so với những chiếc xe 2016 thì đây là một cái sản phẩm cũng khá là hiếm trên thị trường. Nếu mà nó là màu trắng hay là màu đỏ hoặc là màu đen cũng được thì giờ này nó đã không còn nằm ở đây. Thực ra là cái màu vàng cát này phải là bác nào hợp màu hay là thích cái màu vàng cát này thì mới có thể rước cái nó đi nhanh được. Giá chào bán của Salon Tô Hồng Bách đối với lại cái sản phẩm này là 645 triệu đồng. Bản này bản cao nhất của cái thời điểm nó 2016, 2.5 2 cầu các bác nhé. Trong này là một chiếc xe bán tải Corrado LTZ. Hôm nay nhà em đã bán một chiếc xe Corrado LTZ màu đen. Nhà em còn một con màu đỏ cùng đời nữa. Con này là 2018 cũng không nắp thùng này. Chiếc xe này đang được chào bán tại Salon Tô Hồng Bách với cái giá là bao nhiêu đây? Con này là 500 mấy đây hả Phú? 595 triệu đồng là cái giá mong muốn này, giá chào bán này. Còn bác nào quan tâm cứ liên hệ cho em theo số điện thoại ghi trên màn hình. Đây, lại một cái sản phẩm xe lái thử BT50 đây các bác này. Chiếc xe này là bản đặc biệt, tức là bản cao đây. Bản này thì sẽ được hỗ trợ cân bằng điện tử này, ghế da theo xe này, ghế chỉnh điện này, màn hình này. Hệ thống an toàn là 6 túi khí. Con xe này thì đi được 4 vạn km, 4 lốp theo xe như mới. Giá chào bán của Salon Tô Hồng Bách bây giờ là 580 triệu đồng. Xe lái thử đây các bác. BT50 xe lái thử đây. Tại vì làm sao gọi nó là xe lái thử? Bởi vì khách hàng đến đây cứ thử xong rồi lại đi. Bởi vì làm sao ạ? Trước đó thì em chào bán cái xe này cực kỳ là cao, bây giờ em mới giảm giá thôi. Chứ nếu mà thực sự mà em giảm giá bán từ cái thời điểm cách đây khoảng 2 tháng lúc xe mới về, về cái giá là 580 hay 575 triệu thì nó bay lâu rồi. Lúc đó thì xe bán tải nó thị trường nó cũng đang khan hiếm này, nhập đầu vào thì nó cũng cao, con xe này đẹp thì mua cũng gấu. Cuối cùng về thì đòi hơn, gọi là đòi hơi cao một tí. Khách hàng đến lái thử xong vào mặc cả làm giá cuối cùng lại quay đi. Nên em gọi nó là xe lái thử các bác nhé. Có rất là nhiều bác thử cái xe này rồi mà không chịu mua, chỉ vì lúc đó giá thời điểm nó cao. Còn bây giờ thì em đã giảm giá thôi, em bán rẻ em chấp nhận là thua rồi. Nên bác nào mà quan tâm cứ liên hệ cho em theo số điện thoại ghim trên màn hình. Nhìn nó ngứa mắt lắm các bạn. Xe nào mà ở lâu thì nhìn cực kỳ ngứa mắt. Đây, bên này có một con Corrado LTZ 2019. Con này thì đã có cái thùng 3 tấm này mới lại thanh thể thao của hai can chi. Chiếc này thì đang được chào bán tại Salon Tô Hồng Bách là 630 triệu đồng. 630 triệu đồng. Bán tải thì bây giờ hiện tại là còn 4 xe. Tức là còn một con xe Nissan Navara 2019 màu xanh. Con đó thì em để trên kho và không có mặt ở tại vị trí này. Xe nào chậm vẫn cứ chậm mà xe nào nhanh vẫn cứ nhanh. Có ngày thì bán được 4-5 xe, ngày chậm thì bán được 1-2 xe. Như hôm nay từ sáng đến giờ bán duy nhất được một xe, đúng không Phú nhỉ? Bán duy nhất được một con Corrado LTZ sản xuất năm 2018 màu đen. Cái chiếc mà hôm trước em lên có hai xe Corrado, một chiếc ở đây, một chiếc ở đây ấy. Cái chiếc 2018 mà không có nắp thùng ở vị trí này thì bán rồi. Xem nào, xem còn cái gì nữa không đây. Xe điện này thì bán hết rồi các bác nhá. Về một phát 3 xe điện mà khách hàng cọc hết luôn. Xe nào nhanh vẫn cứ nhanh mà xe nào chậm vẫn cứ chậm. Con này thì mới về nhưng cũng phải giả này. Giảm giá này. Xe mới cứ giảm là xe cũ lại giảm. Chấp nhận. Đây. Bác nào mà thích Hyundai Accent bản đặc biệt sản xuất năm 2020 cứ điện thoại cho em, giá nào cũng bán. Xe đẹp chấm hết, kiểm tra đâu cũng được. Xe đẹp chấm hết các bác nhá. Màu đen, sản xuất năm 2020. Xe gì mà chậm này, xe gì mà nó lâu lâu một tí, em nhìn ngứa mắt là giá nào em cũng bán. Bán để em lấy xe khác về em bày. Con này 2.8 vạn km, cam kết là không lỗ nhỏ. 4 lốp theo xe, nói như mới thì nó hơi ngoa nhưng mà chắc còn phải 90%. Nội thất ở bên trong thì đẹp xuất sắc. Đẹp xuất sắc. Giá chào bán là 490 triệu đồng. Còn bác nào mà quan tâm thì cứ liên hệ cho em, giá nào em cũng bán. Miễn là nó vừa vừa. Chứ lỗ quá thì thực sự nó rất là đau. Ở bên kia cũng là Hyundai Accent. Không hiểu tại làm sao em không có duyên với cái dòng Hyundai Accent này. Cái con 2019 về thì bán được ngay. Nhưng mà em thề với các bác, con đấy là em mua 455 triệu này. Xong bắt đầu là về dọn dẹp này rồi rút hồ sơ. Rút hồ sơ. Xong là các cái chi phí đi kèm nữa em bán cho khách hàng là 472 triệu. Con đấy nếu mà tính ra trừ hết các chi phí đi, chưa tính tiền trả lãi thì coi như được vài triệu đồng. Cái con 2019 màu đen mà về được có 2-3 ngày bán được luôn các bác. Em không có duyên với lại Hyundai Accent cho lắm. Chiếc xe này thì em cũng đã bảo rồi, hôm nay thì em chào bán là 535 triệu đồng. Còn bác nào quan tâm cứ liên hệ cho em. Nói chung là lỗ vừa vừa thôi, không lỗ quá sâu là em lại bán.
Trước đấy em mua cái chiếc xe này thì mua nó là 518 triệu nhá. Về còn các cái chi phí, thứ nhất là đi lấy này, vào tận trong Thanh Hóa lấy xe này, xong là về dọn dẹp này, xong lại về chăm cái nọ chăm cái kia, nói chung là nhiều cái trồng vào lắm, chưa tính tiền trả lãi rồi tiền rút hồ sơ. Bây giờ chào bán cho các bác còn 535 triệu đồng thôi. Các bác ép coi như là sâu hơn cái giá gốc của em thì chắc chắn là em không bán đâu, bởi vì như thế là lỗ lắm rồi. Còn cái chiếc xe này về được có 2 ngày thôi này. Đấy, sáng nay nhận được tin sẽ đánh ngang tay, bảo là Hyundai Accent chậm quá. Bảo chậm thì lại phải bán rẻ, lại phải giảm thôi. Cứ cái gì chậm là phải bán rẻ đi. Con này là bản tiêu chuẩn sản xuất 2021, đi 3 vạn km và cũng cam kết không lỗi nhỏ. Chiếc xe này thì sẽ chào bán cho các bác. Con này thì lúc nãy anh bảo là bao tiền nhờ Phú nhờ, 490 nhỉ? 490 triệu đồng, đấy là cái giá chào bán. Còn bác nào mà quan tâm cứ liên hệ cho em theo số điện thoại ghim trên màn hình, không lỗ là em bán. Đấy, 2021 các bác nhá. Còn mỗi cái con này là chưa báo giá thôi này. Con này em còn chưa biết là thu bao tiền đây. Con này chào bán bao tiền đây Phú ơi? Hàng vừa về, hàng vừa về. Hả? Con này là VinFast nè. VinFast Farin phiên bản Plus, sản xuất năm 2021, đi 3 vạn km. Giá chào bán là 365 triệu đồng. Bây giờ hiện tại là cái dòng xe này giá của nó cũng tăng hơn cái thời điểm ngày trước rất là nhiều, bởi vì nó hết những chương trình khuyến mại này, hết tri ân này, hết giảm giá này. Thực sự là bây giờ không còn xe nữa để mà giảm. Bây giờ nhà máy lắp ráp và sản xuất chỉ để trả đơn thôi, trả đơn hàng những khách hàng mà đặt cọc từ trước đây. Nên bác nào mà bây giờ thích xe VinFast Fadin thì cũng chỉ mua lại xe lướt thôi, nếu mà chưa có một cái hợp đồng đặt cọc từ trước đó. Xe xăng của VinFast thì bây giờ cũng không còn nhiều đâu. Chắc là nốt năm nay nữa thì sang năm thì hoàn toàn chuyển sang hết xe điện, bởi vì không lắp ráp xe xăng nữa rồi. Con này giá chào bán là 365 triệu đồng, động cơ 1.4, chạy rất là khỏe trong phân khúc hạng A. Cũng khá là tiết kiệm nhiên liệu. Vậy là hết rồi, không còn cái chi nữa. Vậy là đã xong cái buổi báo giá của ngày hôm nay. Bác nào mà thích cái chiếc xe nào trong số những chiếc xe đang có mặt ở tại đây thì các bác cứ chụp ảnh màn hình, sau đó thì gửi cho em qua Zalo. Em sẽ gửi cho các bác một cái bộ ảnh thật là chi tiết này, đi cùng với một cái giá thật là yêu thương. Cái con xe nào mà lâu lâu chậm chậm một tí, chắc chắn là em sẽ để cho các bác một cái giá cực kỳ là tốt, một giá cực kỳ là rẻ để cho các bác sử dụng. Sau đây em xin kết thúc clip này tại đây và hẹn gặp lại mọi người trong các clip lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.